Thì sáng ngồi nên sáng nghe lại cái clip cái thằng Dương Nguyễn ở trên Cine, nó nói là nó sẽ kiện Ni Xà. Thế nên sáng nói thế này này, nên sáng ngồi nên sáng suy nghĩ nên sáng ngồi nên sáng nghĩ này này, cái thằng nó bị điên đó. Nó ngồi đấy nó nói nó cho Ni Xà luôn cả cái địa chỉ ở trên cái cộng đồng của Sydney, xong rồi nó nói là Ni Xà cái gì về cái cờ ba que của chúng nó. Ni Xà nói là nó nói là cái nước Úc này công nhận cái lá cờ tị nạn của người của chúng nó. Ni Xà nói cho các bạn biết này, cái chữ tị nạn cộng đồng Việt Nam á, nó không phải là community người Việt community, cái chữ cộng đồng à cái chữ tị nạn nó là refugee, nó không phải là community, cho nên là chúng nó ngu lắm, thấy không? Cho nên nhiều khi nên sàng ngồi nên sàng bực mình mấy cái bọn ấy, cái thằng điên ấy. Nên là các bạn nhiều người người ta nói nên sàn là kiện nó hay là cái gì ấy, nên sàn nghĩ là mấy cái thằng ấy nó khùng khùng điên điên á. Mới lại hơn nữa nên sàn nghĩ là ai đấy, là các bạn thử nghĩ xem chúng nó mấy chục năm nay á, chúng nó làm những cái chuyện như thế, chúng nó gửi tiền về cho những cái người ở Việt Nam, cái bọn chống cộng ấy, thì chúng nó như là cung cấp tiền trợ cấp cho mấy cái đứa ở Việt Nam ấy, để cho chúng nó đỡ đi chống đi đi ăn trộm chó đi ăn trộm chó thì đi đi buôn bạch phiến rồi đi ăn cắp ăn trộm của đồng bào ấy thì cũng đỡ. Nói chung là nó giúp cho cộng sản, cái đấy cũng là cái tốt, cho nên còn hơn giống như là người ta nhìn được chúng mày cứ lên nó hô hào cầm cờ làm cái này làm cái kia đi, chính ra chúng nó làm như thế đấy, phải cảm ơn chúng nó, cho nên là cứ làm đi. Theo Ly Sả nghĩ thì từ xưa đến nay chính ra chúng nó lại là làm cái bọn đấy, nó lại trợ cấp cho cái bọn đấy, thế cũng hay. Ly Sả nghĩ đi nghĩ lại đúng không? Bây giờ mình phải cảm ơn nó đúng không? Nên bây giờ cứ để cho nó làm những cái chuyện như vậy đi, cứ làm như thế thì chính quyền người ta để ý để mắt vào những cái bọn đấy, thay vì nó không có tiền nó đi ăn cắp ăn trộm đi buôn bạch phiến đi làm những cái chuyện này chuyện kia, thì thay vì nó làm những cái chuyện đấy thì nó cứ đứng ra đấy nó gào cái chuyện này chuyện kia, xong bọn ở đây đấy nó gửi tiền về cho cái bọn đấy nó nó làm ba cái chuyện đấy thì cũng ok, coi như là nó được ăn trợ cấp đi đúng không? Em chia sẻ chị nhé. Ok, em lên đi. Khoan đỗ à?